Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Zero One Zero của Thầy Kinh Bi. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại nền xóm Blay hoặc Black Kisame của mình. Tức là hoặc tân thủ đó anh em, nhưng mà giờ thì nói chung là cũng không còn tân thủ được rồi. Nó đã lớn rồi anh em, nó đã đủ lông đủ cánh rồi, nó phát triển rồi. Có 150 thì nói chung là hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một clip mà mình cũng đã hứa khá là lâu rồi. Đó là mình sẽ trang bị bộ báu vật Tiger. Tại vì bộ báu vật đó thì chúng ta cần cấp 150 mới mang được. Thì bây giờ cũng đã mang được rồi. Nói chung là đủ level rồi anh em. Cho nên bây giờ thì mình có thể mang được. Thì tại mình còn 5 phiếu quay ở đây cho nên mình sẽ quay luôn nha. Ui, tưởng ra luôn cái rương báu vật nữa thì ngon. Thêm một bộ của ai ta? Trong vòng quay này thì có của Tiger, của Zipel với của Shiraoshi, cho nên ra thêm hai cái này cũng được. Hơi tham vọng một xíu nhưng mà thôi kệ. Chúc em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Thì nói chung là cũng không rườm rà nữa, thì bây giờ thì mình sẽ lấy đường báu vật và mình mang luôn ha. Túi đầy rồi hả? Có cái bánh mì mình cất được nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ... Mà giờ lấy báu vật ra thì chúng ta cần tới 6 ô lận, cho nên chắc là mình sẽ dẹp một xíu. À đây, có mấy cái trác quỷ nè. Mấy trác quỷ kinh nghiệm này mình sẽ cho nó bay hết nè. Ok, như đây là đủ, chắc là đủ 6 ô rồi đó. Đủ 6 ô cho ta. 1, 2, 3, 4, rồi đủ dư sức rồi anh em. Đây, đây là túi báu vật Tiger nha anh em. Đây chính là cái túi mà mình đã cất, ủa đã mất tiêu rồi. Á đâu, sao nó nằm ở đây vậy? Mình đã cất giữ bấy lâu nay nha anh em. Nói chung là mình quay được cái rương này lúc tầm level 50-60 thì mình đã quay được rồi, nhưng mà chưa đủ level để mang. Bây giờ thì mình sẽ chụp lại tấm hình. Đó là điều bắt buộc rồi anh em. Đó là điều bắt buộc mà không mặc mà mình nghĩ chắc chụp 3 tấm sẽ đẹp hơn nhờ. 3 rương thì nó sẽ đẹp hơn đấy anh em. Cho nên mình sẽ chụp 3 rương đi ha. Này hơi kiểu giả dối một xíu, nhưng mà thôi kệ cho đẹp là được anh em. Đẹp là được. Mình sẽ lưu là rương báu vật 150 đó. Ghi thành rương báu vậy rồi anh em, chứ không phải rương báu vật nữa. Nhưng mà kệ đi. À, bây giờ mình sẽ mở cái rương đó ra. Trong rương này chúng ta có 6 món của Tiger nha anh em. Ui, nhưng mà nó kiểu xếp vậy thì không xen kẽ thì nó không đẹp lắm nhờ. Ok, có cách nào cho nó xen kẽ không ta? Chỉnh lý đi, chỉnh lý chắc là tự xen kẽ. Đấy, đúng rồi chính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, nó nằm ngay một cái đường thẳng luôn, vậy mới đẹp chứ. Ui, vậy. Đây, ui vậy. Sao nó cứ bị thế? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Đây anh em, rất là đẹp luôn. Bộ báu vật này là bộ vật 150, nó mạnh hơn bộ 140 rất là nhiều đấy. Mình sẽ ghi là báu vật Tiger ha. Đó, hợp lý, nice sự. Chúng ta bao gồm quần Tiger, ba lô Tiger, giày Tiger, BB Tiger và thắt lưng Tiger. Thì để mình trang bị xong cái bộ vật này coi nó tăng như thế nào nha. Mình sẽ lưu được chứ hiện tại là 3133 31333 31333. Rồi ok, 31333 ba. Rồi thì kêu tuyên bố của thằng Dom Lemon Gold của mình đang 4S cộng thì mình xong mang cái này, mình nghĩ chắc chắn sẽ lên được X trừ nha anh em. Giờ mình bắt vào trang bị vô mấy cái này, hiện tại mình chưa vẫn kế thừa mấy cái này qua nha. Ui cái gì đây, tại sao lại tải vật công thiên phú thế này. Ok, mình sẽ lắp đạo vô luôn nha. Hai món thì chúng ta sẽ nhận được tiệc chiêu hồng thiên phú 0.075 hả, thì không biết là nó có tăng hay không, mình chưa biết nữa. Nhưng mà đáng ra mình phải chụp lại tấm hình cũ chứ nhở. Ok, lắp lại đi. Đó, mình sẽ... Ủa, cái gì? Ủa, cái này cái gì đây? Ủa, vậy là mình mang cái nào? Tại sao lại có cái mũ Tiger đây anh em? Ok. Chuyện gì đang xảy ra? Mình tháo cái này ra thì chúng ta còn dư cái nào đây? Báu vật tính thủy hả? Ủa, à, mình mang cái cùi bắp đấy hả? Phải lên, không tin được là mình mang một cái báu vật cùi bắp gì luôn anh em. Đây là một cái BB Bellamy, phải lên thật. Ôi mình cứ tưởng cái báu vật cam mà gì không phải. Trời ơi, sai quá sai. Giờ thì điều đầu tiên mình làm đó là mình sẽ chụp lại tấm hình để cho anh em thấy được lát nữa cái thiên phú nó có tăng hay không nha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp 6 món của Tiger vô. Ui. Rồi ok, xong. Tôi không ổn rồi anh em ơi, không ổn rồi, không ổn rồi. Chưa gì là mình thấy nó có chuyển biến xấu rồi. Bây giờ mình sẽ kế thừa những cái thuộc tính cũ sang nha. Tại vì ít ra thì cái cũ nó cũng có một chút cái tuyệt chiêu thiên phú. Bây giờ mình sẽ vô kho để mình lấy cái thủy tinh chuyển phong ấn. Chết rồi, thủy tinh chuyển phong ấn này mình đang thiếu. Chắc là mình cần 6 cái. Hiện tại có 3 cái rồi cho nên mình đổi 3 cái nữa. Nên anh em đừng yên tâm nha. Cái thủy tinh chuyển phong ấn đó thì có thể chúng ta có thể đổi được ở khu vui chơi. Cho nên không có gì khó khăn cả. Đây,
Một cái thì mất khoảng 20.000 thôi, khá là rẻ. Mình sẽ lấy thêm 3 cái nha. Đó. 3 cái, sau đó thì vô kho để lấy thêm 3 cái còn lại ra, như là đủ 6 cái. Sau đó chúng ta vào chỗ lò rèn. Kiếm chỗ lò rèn thì chắc là Zimbel cai quản cái lò rèn. Sau đó chúng ta chọn vào phòng phong ấn. Thì sau đó chúng ta chọn thuộc tính cũ thì nó sẽ chuyển qua thôi, rất là đơn giản. Đầu tiên đó là thắt lưng của đầu trắng. Ủa sao kéo vô không được? Đây. Sau đó tới chỗ đầu Flamingo gâu để chúng ta lấy thôi. Bảo vật này tính hỏa thì chúng ta kiếm cái tính hỏa các bạn đưa vô. Là cái thắt lưng Tiger nó sẽ kế thừa được cái thuộc tính cũ. Tuy nhiên thì cái này thì nó sẽ không có kế thừa cường hóa nha anh em, nó chỉ cường hóa thuộc nó chỉ kế thừa cái tẩy tẩy luyện thôi. Sau đó chúng ta sẽ chọn nhấp vào cái chỗ thủy tinh chuyển phong ấn. Chứ nếu anh em không nhấp thì sẽ tốn 150 vàng, rất là phí này. Rồi, mình sẽ bắt đầu chuyển đổi nha. Lực chiến chắc chắn sẽ gia tăng đúng không? Á đủ không gia tăng luôn ông giáo ơi. Nó đang bị lỗi đó anh em, không sao cả, cứ từ từ, bình tĩnh. Tiếp theo là cái huyết thanh. Huyết thanh này thuộc tính lôi. Thì anh em lại lấy một cái tính lôi ra, anh em nhấp vô thì nó sẽ chuyển sang tương tự như vậy thôi. Rồi. Tiếp theo là cái bộ bài đẹp hả? Bộ bài đẹp. Bộ bài đẹp này là bảo vật tính quang. Rồi, cái tính quang đây. Rồi, tiếp tục là cái nào đây? Chụp mắt của X-Drake. Cái này mình có tẩy được một ít tiệc chiêu thiên phú nhưng cũng khá cùi thôi. Một tinh ám thì anh em tương tự anh em cũng lấy một cái tinh ám anh em đưa vô đây cái quần. Rồi chuyện và một cái cuối cùng đó chính là khoan cái BB Bellamy này cùi bắp quá chúng ta không cần luôn vứt à, mà thôi còn một cái. Ủa sao tôi còn tới 2 viên vậy, tôi còn tới 2 viên dữ ta, mình chưa chuyển cái nào à. Ui tính ra đủ hết rồi mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử tháo thằng Buget ra rồi xong lắp vô lại cái lực chiến có y chang em nha. Không liên quan tới Buget nhưng mà anh em làm vậy anh cũng tăng lực chiến nha. Lực chiến cũ là 3127. 3127, bây giờ lên được 3138 thấy chưa? Bây giờ chúng ta vào cường hóa báu vật. Thì báu vật mới mới mang vô cho nên là nó chỉ cộng không thôi. Cái này nó tải được tới 8 tầng cho nên em cường hóa max 24 nha. 1 2 3 4. Rồi, tương tự những cái còn lại anh em cũng cường hóa max 24. 1 2 3 4 nhấp 2 lần là 10 lần, sau đó nhấp thêm 4 là được. Ơi chết cha rồi. Lỡ nhấp quá tay rồi anh em, nhấc lên 30 luôn, phải liền thật. Sorry sorry, không sao, lên thì mạnh thôi có gì đâu, không có gì dư thừa cả. Nói chung là nó dư một vài cường quá thì cho nó mạnh thôi. Đấy anh em nhớ cẩn thận nha, coi chừng quá tay như mình lỡ lên tới 30 luôn đấy. Rồi, nói chung là vẫn còn nhiều, đá nguyên tố thì vẫn còn nhiều, thoải mái đi anh em ơi. Lực chiến hiện tại là 3155. Ui. Hồi nãy là 31333, bây giờ 31555 và thậm chí có thêm số 5 phía sau nữa, dư một số 5 luôn. Như vậy hiện tại về lực chiến thì mình thấy là hiện tại đã tăng được 3 triệu 100 nói chung là tăng được khoảng 20k đó, tăng được 20k lực chiến. Bây giờ mình nghĩ thiên phú có khi là ít trừ rồi đó. Không biết có ít trừ chưa. Đấy giờ anh em, đúng như mình nói, ít trừ rồi nè, thấy chưa? Đấy, ít trừ nha anh em, tuyệt vời. Hồi nãy chưa ít trừ. Với lại hồi nãy để mình coi thiên phú hồi nãy luôn cho anh em xem nha. Đây, hồi nãy thiên phú của chúng ta là như thế này. Vật công là 7S trừ vẫn không thay đổi nè. Vật phòng là 4S trừ không thay đổi. Nói chung là tất cả mọi thứ đều không thay đổi, chỉ trừ cái tuyệt chiêu thiên phú thôi. Tuyệt chiêu thiên phú là được X trừ, từ 4S cộng là được X trừ. Ok. Nói chung là có một sự gia tăng nhẹ đúng không? Bây giờ thì để mình kiểm tra những cái chỉ số. Một số cái báu vật này giờ nó không cần nữa thì để đây thì cũng nói chung là cũng khá là chật túi, cho nên chúng ta có thể mang đại cho một cái đứa nào đó cho nó đỡ chật túi thì cũng được. Ui, tính ra lần bu ghét này cùi vãi dữ luôn hả? Thôi thì mang cho nó đi. Cái này cùi, đây mang cái này nè. Đó, thấy chưa? Mạnh liền. Mang cái này mạnh liền. Ủa, cái này ồ, cái này ngon sẵn rồi. Cái này hơi cùi, mang cái này vô. Đó chưa là ngon liền anh em. Cái báu vật này tính về tính phong hả? Tính phong thì mình lại không có cái tính phong cho nên là hơi cùi. Ok tạm thời vậy đi. Bây giờ chúng ta xem sơ qua về báu vật của mình Minigâu một xíu, tại vì có một cái mình chưa tẩy. Ủa cái này cùi dữ ta, bên đây mà tẩy thì kêu thiên phú mà chỉ được đỏ thôi hả? Cái này thì lại tẩy vật công thiên phú rồi. Nói chung là cái báu vật này thậm chí mình thấy là ui có 2 cái chưa tẩy luôn nè. À, nói chung là rất là cùi luôn anh em ơi. Ở được rồi, mình nghĩ clip sau mình sẽ làm một clip riêng để mình tẩy báu vật full bộ Tiger cho thằng Domingo nha. Còn bây giờ thời gian còn lại của clip chắc chắn là sẽ không đủ tẩy đâu, tại vì tẩy nó rất là mất thời gian, cho nên thời gian còn lại thì mình sẽ làm một cái khác, đó chính là mình nạp vào 50k để mình lấy cái phản hồi, lấy
25 ngôi sao màu vàng nha anh em, ngôi sao Noel. Đấy. Bây giờ mình sẽ bay sang chỗ nạp xu. Chọn đổi ESO vua hệ tặc, chúng ta chọn 500, móc 500, chọn server 568 và chọn server 490. Đây, Jimmy Meyer. Kiểm tra lại server và kiểm tra lại cái số xu cần đổi một xíu, sau đó chúng ta chọn nạp tiền. Đấy, như vậy là xong, giao dịch thành công. Thành công xong rồi thì vô đây thì vàng nó sẽ tự động gia tăng, chúng ta sẽ lĩnh được cái ngôi sao này. Úi, ba lô đầy rồi. Rồi, ba lô đầy thì chúng ta bán cái báu vật này đi, báu vật này hơi cùi nên chúng ta bán đi cũng được, không phải là vấn đề gì quá to. Nhưng mà cái này bán thì chỉ được berry thôi nha anh em. Cho nên mình khuyên anh em cho một lễ phẩm đi, nó sẽ lợi hơn. Chúng ta lấy được nguyên tố, lấy được đá nguyên tố một ít. Tuy là không nhiều nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta lấy được phần nào đó. Đó, cái báu vật này cùi quá nha. Đấy, thấy chưa? Rất là lợi luôn. Cái này thì sử dụng luôn đi, để làm gì? Rồi, có cái 53 đồng xu tiểu vàng nữa hả? Đâu ra mà tích nhiều thế nhỉ? Mình cũng chả biết đâu ra luôn. Ok, bay vào phản hồi lại để nhận ngôi sao nào. Túi đầy mới đau chứ. Khắc ấn hả? Này thì mình chỉ nạp móc qua 50.000 thôi, cho nên là cũng phần quà cũng cùi thôi anh em. Không có gì ngon đâu nha. Anh em đừng có ném đá mình. Mình chủ yếu là mình nạp để mình lấy cái thứ mình cần thôi. Cho nên là... cái này thì nếu mà nạp thêm 50.000 là 100.000 thì được thêm 5 chuông. Mà chuông thì nói chung mình cũng đang không có thiếu lắm. Nếu mà ít bữa cảm thấy thiếu thì mình sẽ lấy. Tại vì mình đang có một cái mục tiêu mới. Và cái mục tiêu mới đó là gì thì hẹn anh em vào những clip sau. Mình sẽ nói chi tiết và rõ ràng cho anh em nghe. Còn bây giờ thì tạm thời vậy thôi. Kim cương cổ đại nhiều quá ta. Nó đang bay sang một ô mới nè. Ok. Thật ra là còn về có dê nữa cho nên chắc là mình sẽ nhận có dê luôn cũng được. Chúng ta vào ngân hàng có Coinbase, sau đó đăng nhập nick vô, chọn cái server là S490. Đó, sau đó chúng ta chọn vào tích lũy nạp thẻ, chúng ta sẽ có 3 Coinbase để nhận. 1 Coinbase, 2 Coinbase, 3 Coinbase, rồi ok. Sau đó chúng ta chọn copy, sau đó vào lẻ bao để nhận thôi. Thật ra thì cái Coinbase này cũng không có gì đặc biệt, mình nhận rất là nhiều lần rồi, nó chỉ là những cái quà bình thường thôi, nhưng mà nói chung những cái con ạc nhỏ như thế này thì cũng khá là cần, cho nên mình sẽ lấy. Rồi, có dây thứ ba. Đó, kiểu như vậy, sau đó chúng ta nhận thôi, thấy chưa? Trong quà thì chỉ có giày thôi anh em, một số thứ. Nói chung có thì nhận thôi, chứ ngu gì mà không nhận. Kiểu như vậy. Rồi ok, để mình xem sơ qua về phần đổi thưởng một xíu nha anh em. Thì hiện tại mình thiếu 6 cây kẹo nữa là mình được thêm một hộp. Tức là chúng ta sẽ bước sang hộp thứ tư đúng không? Ồ, hộp thứ tư. À, tuyệt vời. Ây da, cái này lệnh được thêm mớ này nè, lệnh luôn đi ha. Được ngôi sao với lại một số cây thông thôi, cũng không có gì đặc biệt. Rồi, clip sau thì mình chắc là sẽ tải báu vật cho anh em xem. Thì nếu mà hên xui thì có khi sẽ lên được ít không dấu luôn á. Không biết là con ạc ạc Black Kisame này của mình, mình hy vọng là nó lên ít trừ trước ạc chính của mình, nhưng mà tiếc là lên sao mất rồi. Thì bây giờ nếu mà có mục tiêu phấn đấu thì mình mong là nó sẽ lên ít không dấu trước con ạc Kisame vậy thì ngon. Rồi, clip hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe để cái kênh đầy đủ ủng hộ cho mình. À, tất nhiên bạn nào chưa like chưa subscribe thì nhấn like subscribe nha. Bye bye anh em. 313 316 thì nói chung là tăng được 30k lực chiến. Mang một báu vật này vô nhìn ngầu vãi lên anh em ạ. À. Ngoài ra nó có thêm một số cái thuộc tính cũ ở dưới nữa nè anh em, thuộc tính màu cam ở dưới nè, cũng khá là ngon. Ui, cái này chưa mở, cái này cần phải cường quá nè, mở thêm nè.